Khi mà thế giới con người bối rối, tai họa vây khắp mọi lối, con nhìn lên Chúa, ngượng vọng nơi Chúa, trong đợi giờ Chúa giải cứu thôi. Quyền năng Giê-xu thật lớn thay, Ngài giang cánh tay quyền binh ấy, Ngài mang an ninh đến trên đất này, rồi mọi người muôn dân sẽ biết Chúa này. Ngài là Chúa ngự trên ngôi, mọi quyền năng Cha đến đời đời. Chúa sẵn lòng ban cho con người nơi nương náu luôn. Khi mà thế giới con người bối rối, tai họa vây khắp mọi lối, con nhìn lên Chúa, ngưỡng vọng nơi Chúa, trong đời giờ Chúa giải cứu thôi. Quyền năng Giê-xu thật lớn thay, Ngài giang cánh tay quyền binh ấy, Ngài mang an ninh đến trên đất này, rồi mọi người muôn dân sẽ biết Chúa này. Ngài là Chúa ngự trên ngôi, mọi quyền năng Cha đến đời đời. Chúa sẵn lòng ban cho con người nơi nương náu. Quyền năng vô song sẽ đến. Ngài là Chúa ngự trên ngôi, một quyền năng Cha đến đời đời. Chúa sẵn lòng ban cho con người nơi nương náu khi cần ngay. Dù hàng ngàn người ngã bên tôi, trọn tin vào Chúa muôn đời, Ngài là đồn lũy của tôi. Trong gian truân tôi nguyện cầu Chúa, tâm linh tôi ngưỡng vọng nơi Chúa. Tôi sẽ thấy Ngài giải cứu tôi, ra khỏi tai ương dịch lệ. Lòng này mến yêu Chúa suốt đời, miệng người khen danh Chúa không thôi, lòng tin Ngài mãi chẳng rời. Ngài là nơi nương náu tôi, dẫu ban đêm hay ngày chẳng lo, Chúa sẽ cất tai họa đi xa. Ngài sai thiên sứ luôn ở bên tôi, gìn giữ tôi trong mọi lối, trong cuộc đời của tôi. Người nào ở trong nơi kinh đau của Cha thiên thượng, sẽ hằng được ở
rơi bóng của đấng tỏa nắng. Tôi thưa với Chúa tôi rằng Ngài là chỗ nương náu của tôi, là đơn lý vững chắc muôn đời tôi tin cậy Ngài. Ngài sẽ mở bóng cánh che chở cho tôi né vào. Sự thanh tịnh của Chúa là cái khiên và mọc của tôi sẽ chẳng kinh khiếp ban đêm hoặc tên bay trong ban ngày. Dịch lệ lấy ra trong tối tăm hoặc sự huy pha trong lúc trưa. Dù thế giới có đổi rời, dù hàng ngàn người ngã bên tôi, chọn tin vào Chúa muôn đời. Ngài là đồn lũy của tôi, trong gian truân tôi nguyện cầu Chúa. Tâm linh tôi ngưỡng vọng lên Chúa, tôi sẽ thấy Ngài giải cứu tôi ra khỏi tai ương dịch lệ. Lòng này mến yêu Chúa suốt đời, miệng người khen danh Chúa không thôi. Lòng tin Ngài mãi chẳng rời, Ngài là nơi nương náu tôi. Dẫu ban đêm hay ngày chẳng lo, Chúa sẽ cất tai họa đi xa. Ngài sai thiên sứ luôn ở bên tôi, gìn giữ tôi trong mọi lối, trong cuộc đời của tôi. Dù thế giới có đổi rời, dù hàng ngàn người ngã bên tôi, chọn tin vào Chúa muôn đời. Ngài là đồn lũy của tôi, trong gian truân tôi nguyện cầu Chúa. Tâm linh tôi ngưỡng vọng nơi Chúa, Ngài sai thiên sứ luôn ở bên tôi, gìn giữ tôi chưa. Dù thế giới có đổi rời, dù hàng ngàn người ngã bên tôi, chọn tin vào Chúa muôn đời. Ngài là đồn lũy của tôi, trong gian truân tôi nguyện cầu Chúa. Tâm linh tôi ngưỡng vọng lên Chúa, tôi sẽ thấy Ngài giải cứu tôi ra khỏi tai ương dịch lệ. Lòng này mến yêu Chúa suốt đời, miệng người khen danh Chúa không thôi. Lòng tin Ngài mãi chẳng rời, Ngài là nơi nương náu tôi. Dẫu ban đêm hay ngày chẳng lo, Chúa sẽ cất tai họa đi xa. Ngài sai thiên sứ luôn ở bên tôi, gìn giữ tôi trong mọi lối, trong cuộc đời của tôi. Dù thế giới có đổi rời, dù hàng ngàn người ngã bên tôi, chọn tin vào Chúa muôn đời. Ngài là đồn lũy của sai thiên.
trong cuộc đời của tôi.